Minh Nguyệt à, anh tìm em mãi đó, em ở đây làm gì? Mãi mới trốn đi nghỉ được một lát, sao mà vẫn bị anh tìm thấy vậy hả? Hai ngày nay anh toàn nghĩ về chuyện nghiên cứu, chợt nghĩ ra mùi hương cơ thể của em có tác dụng trợ giúp giấc ngủ cho Tần Đông Hải. Anh vẫn luôn rất hứng thú với chủ đề này. Nếu mùi hương cơ thể của em có thể giúp thêm nhiều người nữa, chẳng phải càng tốt hay sao? Cho nên anh muốn nghiên cứu một loại nước hoa an thần với giá bình dân dựa trên mùi cơ thể của em. Đứng yên, hãy tin anh. Anh có thể dùng mũi ngửi ra rất nhiều mùi hương. Trần Cảnh Nhiên, anh làm gì vậy? Anh đang làm gì cô ấy? Tôi làm gì cô ấy liên quan gì tới anh? Minh Nguyệt, chúng ta ra chỗ khác đi. Từ Đông Hải, đội trưởng của tôi và Minh Nguyệt còn có việc khác. Tốt nhất anh đừng có đi theo. Chắc anh vẫn còn chuyện muốn nói với Minh Nguyệt. Tôi ra ngoài chờ anh nha. Cô có chuyện muốn nói hay sao? Anh thì sao? Anh không muốn nói gì sao? Tôi... Có phải anh hiểu lầm tôi và Trần Cảnh Nhiên hay không? Hiểu lầm gì chứ? Nếu không hiểu lầm thì sao phải phản ứng gắt gao như vậy? Tôi nhìn thấy Trần Cảnh Nhiên, tôi nhìn thấy cô và anh ta. Anh ta đã áp sát vào. Tôi còn tưởng hai người đang... Anh tưởng là chúng tôi đang hôn nhau. Anh ấy đang ngửi mùi hương trên người của tôi để nghiên cứu sản phẩm mới. Anh phản ứng gay gắt như vậy, không phải là ghen rồi chứ? Đúng, tôi đang ghen đấy. Hơn nữa còn ghen rất trầm trọng. Nếu lần sau anh ta còn phân tích mùi hương cơ thể của cô, có thể nói cho tôi biết trước. Điểm này tôi giàu kinh nghiệm hơn anh ta. Tôi có thể dạy anh ta tư thế chính xác.